Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Wigo phiên bản số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 4 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 335 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi đang vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Wigo phiên bản số tự động 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Wigo 2021 này các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tại phiên bản số tự động thì xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon rồi, đèn gầm đầy đủ luôn, là giàn đúc mặt phay và giàn lốp còn rất là dày luôn quý vị các bạn nhé. Giàn lốp rất dày, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Cụm đèn hậu cũng vậy này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Đây là cụm đèn hậu này, đuôi gió này, đèn phanh trên cao. Nhìn về đằng sau này thì chúng ta đã thấy được là xe cũng đã được trang bị là camera lùi này, cảm biến lùi này. Đấy, xe cũng đã được lắp màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi các bạn nhé. Giàn lốp thì còn rất là dày luôn, là giàn đúc mặt phay. Nhìn tổng thể về bên ngoài thì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, tất cả còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Bây giờ tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này, toàn bộ từ keo chỉ này, nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này đều rất là mới này, toàn bộ từ táp bi, táp lô, vô lăng cần số này. Vô lăng thì bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, cần số này, tay phanh đều rất là đẹp. Đồng hồ công tơ mét thì đã lăn bánh được 4,2 vạn rồi quý vị và các bạn nhé. Đấy, màn hình to luôn. Đây là cái màn hình Android mà chủ xe đã lắp thêm rồi này. Trần xe thì bọc ni lông rất là cẩn thận, cho nên là cái nỉ trần bên trong rất là mới nhé các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Nội thất nguyên bản là ghế nỉ này, trải sàn da rồi các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 các bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Toyota Wigo 2021 này các bạn nhé. Chỉ 5,42 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị 6,95 lít. Còn nếu như ngoài đô thị chỉ 4,53 lít thôi các bạn ạ. Rất là tiết kiệm các bạn nhé. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên lái này, toàn bộ từ keo chỉ còn nguyên zin này. Táp bi cánh cửa này rất đẹp luôn. Nội thất bên trong, nội thất ghế nỉ nguyên bản này, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đây nỉ này đều mới luôn, trải sàn da hết cả rồi các bạn ạ. Rất là đẹp. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe các bạn nhé. Cốp sau là phải mở ở trên trên này à. Đây, mở cốp sau này, mở cốp sau nhá. Toàn bộ này, cốp sau này keo chỉ nguyên zin, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Đấy, keo chỉ là nguyên zin rồi này, ốc nguyên zin này. Đấy, và nội thất toàn bộ từ những cái phần trần, phần nhựa này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Trải sàn da này, lốp sơ cua này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Một chiếc xe Toyota Wigo nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là đẹp. Và đây là cái phần táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ cũng còn nguyên zin này, táp bi cánh cửa này. Đấy, rất là đẹp luôn. Nội thất rất đẹp luôn các bạn nhé. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên lái. Đấy, từ keo chỉ cánh cửa này, táp bi này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi, táp lô,
vô lăng tần số tay phanh đều rất là đẹp này, màn hình thì to. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Ghế rất là đẹp luôn này, nội thất ghế nỉ nguyên bản. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe. Đấy, động cơ chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi một chút thôi các bạn nhé. Chiếc xe này thì mới dọn qua đi thôi, chứ chưa có dọn kỹ đâu. Đấy, đều rất đẹp luôn này. Ốc nguyên zin này, chưa có con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn này. Còn nguyên zin luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ những cái xương đầu này cũng còn nguyên, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả các bạn ạ. Keo chỉ cabo còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ là nguyên zin luôn bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Wigo 2021 số tự động lăn bánh được hơn 4 vạn km các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 335 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Wigo 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn nên like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.